Hello, chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel YouTube Tô Màu Vẽ Tranh của mình. Mình đã chuẩn bị sẵn một bức tranh về một chú khủng long với rất nhiều chi tiết ở trên lưng cũng như trên người nhá. Và hãy cùng mình tô màu cho bức tranh này. Chú khủng long này sẽ được mình sử dụng màu xanh lá này để tô màu nhé. Thank you.
hỗ trợ.